Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimentine. Trong tập 213 của đấu đế đại lục, phó minh chủ em gái Tống Ngạo Lôi đã ra lệnh cho điện chủ tầng 6 lãnh hoài, cùng điền chủ tầng 7 Bạch Lăng cầm đầu nhiệm vụ. Quân đội đi theo phải nghe lệnh hai người. Chuyên sang tầm 114 của đấu đế đại lục, phó minh chủ Tống Ngạo Lôi cho thêm trưởng lăng bắt điện hạ đi lên thuyền cùng vài trăm người đấu thân liên minh hãy lên thuyền xem vị trí. Thì hai người tàu khẩu và tiêu viêm di chuyển đến chỗ cai thuyền, tàu khẩu phó minh chủ nhìn em gái tống ngạo lôi phó minh chủ thèm được thịt. Hắn phân tích với tiêu biêm. Lần này em gái tống ngạo lôi phó minh chủ được đi theo. Vì các hành tinh giới không khác cũng cử người đến khu di tích thần tích tại Tây Hải hư vô. Dù đấu thân liên minh khá mạnh, nhưng các hành tinh giới không khác cũng không hề yếu. Cho nên chỗ em gái tống ngạo lôi la to tuyên bố khoảng 3 ngày nữa sẽ khởi hành. Bạch Lăng và Tống Ngạo Lôi đến chỗ Tiêu Biêm và Tào Khẩu nói chuyện. Cô nhận ra Tiêu Biêm là thằng kiểu điện hạ. Tiêu Biêm cũng giới thiệu mình tên là Tiêu Phong Điện Chủ Tầng 9. Trong cuộc trò chuyện của mạnh ngay. Tiêu Biêm muốn được đi đến khu di tích thần tích. Tống ngạo lôi nhận xét Tiêu Biêm cấp độ đấu thần hai sao đỉnh phong, nhưng có thể đấm nhau với đấu thần 3 sao. Và hình như cấp độ tinh hải của Tiêu Biêm là thiên cấp. Tống ngạo lôi di chuyển trước người Tiêu Biêm nhìn mặt quan sát tinh hải. Nhưng hai quả ngực to của cô đè vào ngực Tiêu Biêm. Tiêu Biêm đã lùi lại né. Tống ngạo lôi nhận xét tinh hải của tiêu biêm thuộc siêu việt thiên cấp tinh hải, có thể coi là tinh hải biến di. Tào khẩu nhai mắt với Tống ngạo lôi không nên tiết lộ cấp độ tinh hải của tiêu biêm. Ông đề nghị mọi người lên đường khởi hành. Tào khẩu cùng Tống ngại lôi kể sơ qua về tiêu biêm ở một góc. Tống ngạo lôi sợ Tào khẩu làm gì mình. Cô dùng hai tay che chữ ngực sợ bị sơ. Về phần hai người tiêu biêm và Bạch Lăng cũng trao đổi. Bạch Lăng xin tiêu biêm hãy ở lại đấu thần liên quân do Kim Vô giá có thể cử người ám sát tại khu thần tích. Tiêu biêm nghe vậy sẽ ở nhà. Nếu Bạch Lăng nhường lại em gái ngôn thư nhà cho hắn, Bạch Lăng đồng ý luôn. Nhưng thanh niên Tiêu biêm cho biết mình đùa lấy ngôn thư nhà. Cuối cùng đám người Tiêu biêm đi lên thuyền. Trải qua ba ngày sau, Tống Ngạo Lôi đứng ở bong tàu chỉ huy thuyền bắt đầu di chuyển biến mất trong không gian. Ở dưới mặt đất, tàu khâu cho một chiếc thuyền có quân đội khoảng một nghìn người lang ra quân di chuyển đi theo bảo quê ngầm Tiêu Viêm. Chuyển đến hư vô hải được chia làm bốn hư vô biển khác nhau, gồm có Bắc Minh hư vô, Nam Lăng hư vô, Tây Hải hư vô, Đông Vận hư vô, mà đấu thân liên minh thuộc Đông Vận hư vô. Còn Nam Lăng hư vô và Tây Hải hư vô chưa được tìm hiểu có thế lực nào mạnh nhất. Về phần Bắc Minh hư vô có mình giấy, lúc này toàn bộ các hành tinh giới không đều có một tổ đội đều đổ bộ đi đến khu vực thần tích do linh năng giới cai quản tại Tây Hải hư vô. Trở lại với tiêu biêm ngồi trên thuyền, hắn cho linh hồn đi vào từ thần hình tháp tu luyện trong vòng 3 năm. Kẻ đầu ký truyền thừa như Sơn Hải nhất trí, mắt trái nhìn trước tương lai trong một khoảng thời gian gần, cánh tay trái oanh thần tí đều được sử dụng tương đối. Trải qua 9 năm thiếu biêm chế tạo các viên thuốc, theo như bản đồ di chuyển còn khoảng một năm nữa là đến khu di tích thần tích, chuyển đến vùng đất Tây Hải hư vô 1.000 chiếc thuyền đá xuất hiện. Linh năng giới thường đẳng giới mạnh nhất của Tây Hải hư vô cũng đi đến cánh cửa có không gian khu thần tích vài ông già linh năng giới từ thuyền đi xuống thuyền xem cánh cửa. Một chiếc thuyền đề chữ viêm của thượng đẳng giới cổ viêm thần tộc cũng đi đến. Ngoài ra một số thượng đẳng giới đã có mặt hay rất nhiều chiếc thuyền khác. Lên nông Vương đang ở trên thuyền của hải vực trò chuyện với chu đế. Lần này ông giúp chu đế coi như trả ơn đến khu thần tích mất bao nhiêu thời gian không tan gái được. Vì vậy chu đế cho biết trong khu thần tích có mà đầy gái. Vào đấy mà bắt thoải mái. Lúc này thuyền của đấu thần liên minh vừa đến kịp lúc. Phó Minh Chủ em gái Tống Ngạo Lôi có trao hỏi sơ qua một số chiếc thuyền. Linh Phi Vũ của Linh Năng giới đến nói chuyện với em gái Tống Ngạo Lôi, Phó Minh Chủ của Đấu Thần Liên Minh. Tống Ngạo Lôi khen anh trai Linh Phi Vũ vẫn đẹp trai như mọi lần, nhưng mỗi tội vẫn còn độc thân. Chuyển đến chỗ Bạch Lăng thất điện Hà của Đấu Thần Liên Minh và tiêu biêm tiêu phong cửu điện Hà. Bạch Lăng nhận xét Phó Minh Chủ Tống Ngạo Lôi thấy cha đẹp khác ngay. Thanh niên tiêu biêm nhìn đội hình của Linh Năng giấy, Hắn thấy hai bóng hồng em gái Linh Phi hơi giống con trai cùng em gái Phong Thiên. Linh Phi đã nhìn tiêu viêm tiêu phong không hề nhận ra. Do tiêu biêm có khuôn mặt của tiêu phong. Cảm ơn anh em đã xem hết video.